Rồi, ok. À, thì ở đây thì mình phát hiện được cái gói này nè mà. Cái gói này thì nó với giá là 499k. Rồi, ok. Thanh toán hoàn tất nha anh em. Xong. Trời ơi, hết 499k luôn. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Demon Slayer Mobi. Và ở video này thì mình sẽ làm về cái squid này anh em, mà squid tướng nè. Hồi nãy mình squid ra được thêm một cái con này ở nha anh em. Đây đó, thì mình nãy mình squid xong cái mình để ý lại mình quên bấm cái nút quay video anh em mà, cho nên là mình nãy mình được tới cái này. Mỗi lần anh em sẽ tốn 100 điểm, và nãy thì mình sử dụng hết 100 điểm này. Nãy mình được tới 500 điểm lần, bây giờ mình còn 4 lượt squid nữa nha anh em. Bây giờ mình sẽ squid, mình sẽ kiếm cái bà Tamayo thôi anh em mà. Mình nãy squid ai ngờ đâu ra được cái thằng này luôn. Phải, ôi trời 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 trời, ra luôn kìa anh em. Ở vừa mới nói xong ra luôn kìa anh em à. Ôi ôi không ra nữa anh em à. Thằng Yushigo này không biết là có mạnh hay không thì mình không biết nha. Mình sẽ xử quyết tiếp. Phẹt, rồi lại ra thằng đó nữa anh em à. Phẹt, rồi luôn. Ôi ơi, vậy là mình được thêm một cái bà này nữa rồi anh em à. Ok, nói chung là cũng khá là hên đó anh em. Tự nhiên mình chợt mình ngồi mình nhớ ra là mình có thể xử quyết được, mà không biết là có thể xử quyết ra được cái con tướng này hay không thì mình không biết. Nhưng mà hên anh em. Quốc phát ra luôn anh em à. Sử dụng thằng này làm phút luôn nha anh em. Thằng này mình không biết là thằng nào nữa, để mình xem thử ấy. Đây là thằng nào đây? À đây là mỗi con tướng bình thường anh em à. Mỗi con tướng 5 sao bình thường thôi. Ủa nó đâu chạy? Đây Yoshigo thôi anh em à. Một con tướng Clash G thôi nha anh em. Mình sẽ sử dụng em nó làm phút để mà up cái bà Tamayo của mình lên luôn. Tamayo nó mất thiếu người ta. Ủa mình vừa mới up bà này. Đây gọi ok anh em à. Tiếp nha anh em. Lên sao tiếp luôn. Đó rồi ok, lên luôn anh em à. Ủa ba con chứ, ok lên luôn, ngại ngùng gì nữa anh em. Pẹt rồi, ok lên luôn nha anh em. Bây giờ mình cần phải có thêm một bà Tamayo nữa anh em à. Bây giờ thì mình hết điểm có thể là squid được rồi anh em à. Bây giờ mình đang phân vân là mình không biết sẽ đưa vô trong vị trí nào đây. Mình sẽ định sẽ bỏ Neruko, mình sẽ up Neruko lên 9 sao để mà làm food cho thằng Kyujugo luôn anh em à. Đó, làm food cho Kyujugo lên luôn. Còn sau đó mình sẽ thay thế cái bà Tamayo trong vị trí của con bé này, hoặc là bây giờ mình sẽ thay thế vô vị trí của Genesu chẳng hạn anh em. Mình đang phân vân, mình không biết mình sẽ đi vô vị trí nào trong cái đội hình của mình đây. Tamayo, ok. Hình như là mình đi thiếu trang bị cho cái bà Tamayo thì phải anh em. Hiện tại bây giờ chỉ có mỗi cái vũ khí thôi anh em à. Có mỗi cái vũ khí đây. Chắc là mình sẽ khoan hãy đưa vô trong cái đội hình của mình với anh em. Mình sẽ để từ từ nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ kiếm hút, mình sẽ up cho bà Tamayo lên trước đi. Sau đó mình sẽ đi kiếm trang thiết bị mình sẽ đeo cho bản nữa. Bồ được thêm một cái viên đá anh em à. Cái viên đá này có thể reset hệ anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vô đây, mình sẽ chiêu mộ tiếp anh em. Mình được 10 vé nữa nè. Dứt luôn anh em à. 650 hego nha anh em. Tao vô như trong shop nó có bán anh em, nhưng mà điểm cao lắm cho nên là bây giờ mình chưa có đủ điểm để có thể là mua được bả trong shop đâu anh em à. Rồi luôn. Được mỗi con SG thôi anh em à. Khá là nhỏ anh em ơi. Basic. Có thể nhận được cái này luôn nè anh em. Ok, được thêm 5 cái nữa. Bây giờ mình sẽ nhận này nè. Đúng là Shibuya ra được bà Tamayo. Pẹt, ôi lại con mèo nữa nè mà. Squid. Squid này hình như là mình sử dụng cái điểm cuối này, như là nó mới được điểm các bạn em. Bây giờ thì hiện tại giờ là mình được bao nhiêu đây? Không điểm anh em à, mình không có điểm nào hết. Hình như là sử dụng cái này thì mình mới có được điểm nè anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái điểm này, thì không biết là ở đâu có ta cái vé này anh em. Kiếm mua cái vé này để mà chiêu mộ cho nó nhiều nhiều xíu. Để mình xem thử cái con nào có thể lên sao được hay không. Hệ lửa 6 sao nè. Con này có thể lên sao được luôn nè anh em. Nhưng mà bây giờ mình không có nuôi con đó đâu. Mình thấy cũng khá là ít bạn nuôi con đó anh em. Tại vì tem thì có đam có rồi anh em à. Cần thêm con support thì mình nghĩ là cái bà Tamayo đó mà support sẽ ổn áp hơn anh em. Sẽ ổn áp hơn nhiều nha. Toàn đen làm gì có đỏ, đen thôi đỏ quên đi. Rồi tiếp luôn anh em à. Trời ơi, phải nãy mà thêm một bà Tamayo nữa là hết sảy không bà bảy đâu anh em. Bây giờ làm sao để có thể là kiếm được thêm một bà Tamayo đây anh em. Không lẽ bây giờ phải nạp anh em. Nạp 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 mới có được anh em à. New server, new PE chỗ nào để có thể là mở được, nạp vô sẽ nhận được một cái gói đó ta. Cái gói để mà mở ra mình sẽ chọn được cái con tướng Tamayo, tại vì mình thấy là có nha anh em. Cái pass này thì có anh em à, nhưng phải tới cái mốc cuối cùng thì mới nhận được cái này. Đúp kẹt, để mình xem ở bên đúp kẹt này có hay không. Không có tìm ra được cái gói nào ok hết trơn anh em à.
cho nên là chắc là khoan để mình suy nghĩ thử xem có cái gói nào ok để có thể kiếm được cái bà Tamayo không nha anh em. Mình quyết tâm sẽ lên cho bà Tamayo khoảng 10-11 sao rồi đó, xong mình sẽ đi trong cái đội hình của mình. Không biết cái con tướng nào đang đeo cái bộ trang bị của cái class tới hay không anh em à. Mỗi bà Tamayo nè. Rồi ok, không có rồi anh em ơi. Bây giờ mình cần phải kiếm trang thiết bị dành cho Tamayo nữa mới có thể đưa trong cái tem được anh em ơi. Shop, để mình xem trong shop này có gì để mua hay không. Không có gì để mua anh em à. Ở đây thì có cái shop, anh em có thể đổi cái bà Tamayo như là ở bên chỗ nào mình quên mất tiêu ta. Cái chỗ nào ta? Chỗ nào mình quên mất tiêu. À đây đây đây. 90 cái điểm này nè. Mà cái 90 cái điểm này mình kiếm ở đâu ra để có thể đổi được cái bà Tamayo đi trời. Hơi quẩy nha anh em. Ở bên đây cũng có đổi anh em mà 25k anh em à. 25k điểm Agina thì mình có thể đổi lấy được bà Tamayo nha anh em. Con quỷ này tới 27k anh em à. Gắt vãi trưởng. Rồi bên này mình sẽ để điểm mình sẽ đổi lấy cái bà Tamayo đi. Ở bên đây thì nói chung là mình cũng không biết mình sẽ đổi cái gì, nhưng mà mình thấy cái gương này nó hơi lạ xíu anh em à. Để mình đổi cái gương đó sau đó mình sẽ tính sau nha. Bên đây sử dụng điểm để có thể đổi lấy trang bị nè. Genetsu rồi anh em à. Thôi mình sẽ cũng để sau luôn nha. Rồi ok, thì bây giờ mình không biết mình sẽ làm tiếp cái gì trong ngày hôm nay đây. Chắc là mình sẽ để đi vừa gãi tiếp thôi anh em. Đi vừa gãi tiếp thôi, sau đó mình sẽ tính sau nha anh em. À mình có thể nâng cấp con Tanjiro của mình lên này nè anh em. Ok, đủ 4 con food nha anh em. 4 con food cùi bắp nha. Pẹt lên luôn đó, lên được 9 sao rồi anh em à. 4 lộn 10 sao rồi anh em à. Bây giờ mình đang tiến hành tới 11 sao, nhưng mà 6 con food hệ thủy cũng hơi bị quái nha anh em. Khá là khó để có thể là sở hữu được 4 con food đó để mà lên sao anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi dược ải tiếp đây anh em. Gết luôn đi. Ồ quên, bên đây anh em à. Bên đây chứ, Wispetto chứ. Lép 56 thì mới có là nét lép. Ồ lộn, trời ơi mình quên chọn đấy anh em à. Rồi ok, cho con bé này gạch phía sau đi, dứt luôn. Ok, cố gắng đưa bà Tamayo vô trong cái đội hình để cho bà bứt máu cho tem thôi anh em à. Chứ cái tem bên mình nó bị yếu sinh lý quá anh em. Thêm một con bứt máu nữa thì có vẻ sẽ ổn áp hơn. Chắc mình sẽ đưa con Neruko ra ngoài quá anh em. Neruko-chan, chắc vậy quá anh em à. Chắc mình sẽ nghĩ như vậy, để mình xem thử mình đưa cái con này vô trong tem thì nó sẽ lên được không. Hai cái bông hoa nha anh em. Hai cái bông hoa và thiếu hết một cái con hệ quỷ anh em à. Rồi luôn, đứng hình luôn anh em à. Rồi, ok. À, thì ở đây thì mình phát hiện được cái gói này anh em à. Cái gói này thì nó với giá là 499k. Rồi, ok, thanh toán hoàn tất nha anh em. Xong. Rồi ơi, hết 499k luôn. Mình có thể là nhận được rất là nhiều mảnh và mình có thể là mở ra để mà chọn lấy con Yama bà già anh em à. Rồi ok, nó trừ tiền luôn rồi anh em à. Tiếp nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp cái bà Yamate lên. Ok, mong là mình sẽ có thể lên được 11 sao cho bả nữa mà. Sau đó mình sẽ thay vào vị trí của một trong những con tướng mình đang sở hữu. Đây, đó, bà Tamayo. Đây. Ok, đó, thì bây giờ mình sẽ lấy... Ủa, cái này nó random anh em à. Trời ơi, được con Tanjiro luôn anh em à. Được con Tanjiro rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành... là cái này mình có thể là mở được cái sách này anh em. Để cái này chắc mình sẽ để sau đi anh em. Cái này mình sẽ mở sau nha. Ok, nó có khá là nhiều loại sách luôn á. Mình không biết là sử dụng cái loại sách nào luôn anh em. Thôi để từ từ đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành up sao. Con Kyojigo của mình hiện tại bây giờ là đang đeo cái cuốn sách này nha anh em. Đó. Trời ơi, bây giờ có cuốn sách này muốn lên combo 2 á thì cần phải có 3 cuốn sách này kèm theo 10k đá này anh em à. Vậy nhiều thật sự chứ. Kiếm đâu ra cái số lượng đá kinh khủng khiếp đến như vậy thì có thể là nâng cấp được cái combo lên anh em. Theo mình thấy là cái combo này khá là hiệu quả anh em. Khi mà sử dụng cái tuyệt chiêu cuối anh em à, thì có 20% xác suất để sử dụng thêm một cái tuyệt chiêu cuối nữa. Lúc mình thử là mình chém phát chín mấy ca đam, mình sử dụng thêm một lượt tuyệt chiêu cuối nữa, mình chém được thêm 4 mấy ca đam nữa anh em à. Đến là mình chém được thêm một gửi nữa anh em. Quá là ghê gớm luôn anh em à. Khá là hiệu quả. Rồi bây giờ mình sẽ mở hết mấy cái này ra nha. Kiếm food để mà xíu mà sẽ up cho cái bà Tamayo lên thôi. Random. Gì đây? Thẹt. Trời ơi con quỷ heo. Quỷ heo nó ám ảnh mình suốt rồi em à. Gì đây? Ôi trời 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 trời. Được bà Tamayo kìa anh em. Ôi bãi. Hên thật sự với anh em. Ôi ơi. Đang cần kiếm bả thì bây giờ bả ra luôn một lèo luôn anh em à. Rồi ok. Trời ơi. Này hiện tại giờ là 8 sao rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho bả lên 9 sao nha. Cho bà Tamayo lên 9 sao thôi. Hiện tại giờ mình đang được 2 thằng tên gen mới rơi chứ anh em. Rồi
Bây giờ thì mình sẽ kiếm gì đó cho bả lên đây. Giờ mình sẽ reset con Neruko về nha anh em. Sẽ reset em nó về, sau đó mình sẽ nâng cấp lép cho bà Tamayo này lên luôn. Khả năng cao là bây giờ mình sẽ đưa bả vô trong cái đội hình của mình thôi anh em à. Chứ bây giờ con bé Neruko á, trong cái team nó không có hỗ trợ gì được mấy á, cho nên là bây giờ mình sẽ đưa em nó ra thôi. Hai em. Trời ơi, giờ này còn 22 nữa nè anh em à. Ok, bạn này bạn Jacket ở chơi với mình ở bên game Blockjuice nha anh em. Rồi, tiếp luôn. Đa số là mấy anh em mình đều nhớ tên hết, nhiều khi có những bạn giao lưu hơi ít quá cho nên là nhiều khi mình quên quên em. Nãy giờ anh em thông cảm nha. Ok, mình đã lên được VIP 4 rồi anh em. Mua cái đó cái gói đó mình hơi mắc quá cho nên là bây giờ mình chưa có kim cương để mua đâu anh em à. Bây giờ thì mình sẽ vô Unihao mình xem thử cái chỗ nào bán đá hay không. Mình sẽ mua đá luôn anh em à. Hiện tại giờ mình đang bị thiếu đá nè. Mua luôn em. Thì anh em đi Unihao này anh em có thể là mua được khá là nhiều đá anh em. Anh em có thể là để dành kim cương để mà vô Unihao này để mà mua đá để mà đột phá tướng này kia kiểu. Mình thì mình sẽ dùng kim cương để mà vô đó mua đá anh em ơi. Đôi khi nó sẽ bán đá đó bằng tiền đồng đó anh em. Vì vậy mà anh em cứ tích đá đồng tích kim cương với lại tiền đồng để vô đó đi, nhiều khi anh em mua được khá là nhiều đá anh em. Một ngày anh em đi cái đó như là 2 ngày nó mới reset một lần anh em. Rồi lên nha anh em. Lên 10 sao nha anh em. Ok, 10 sao rồi anh em à. À bây giờ muốn lên 11 sao thì bị thiếu phút anh em à. Bây giờ mình chỉ mới được có 4 con tướng hệ đó thôi. Cho nên là bây giờ còn thiếu 2 con nha anh em. Bây giờ thì đâu để có thể kiếm được 2 con đây. Ở đây thì 1888 để có thể sở hữu được cái này, có nên mua luôn hay không ta. Để mình suy nghĩ xíu đi nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái chỗ khác có thể là kiếm được cái con phút. Khoan, hạ con Neuko xuống cái đã này mà. Bây giờ mình sẽ up qua cho bà Tamayo. Đó, Tomaya. À, chắc là bà đang ở trong cái chỗ kia. Anh em đợi xíu mình phải chỗ Chenin đây nè mà. Phải gỡ bà ra khỏi cái Chenin thì mới có thể là nâng lép lên cho bà được nha. Bây giờ thì nói chung là lên 11 sao thì nó nói chung cũng dễ anh em. Chỉ còn phút nữa thôi là mình đủ rồi. Đá thì mình dư sức rồi anh em. Chỉ còn thiếu phút thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ bà Tamayo này ra thì mới có thể nâng cấp được nha anh em. Bây giờ mình sẽ gắn bé ra thôi, chắc khỏi gắn anh em. Bây giờ mình cũng không cần phải sử dụng con bé Neruko nữa rồi. Rồi ok, lên lép cho bà Tamayo nha anh em. Yamate hơi quá là đã đây mà. Hơi 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 đau thẳng xíu nha anh em. Mới hiến thẳng mới hiến hết 400 mấy chục k, hơi đau đau xíu anh em à. Trời ơi, hơi gác thiệt chứ anh em. Nói chung là cũng cố gắng đầu tư vô để quay video cho mấy anh em xem cho nó sơm sơm mấy anh em à. Chứ không đầu tư nhiều khi chơi nó hơi chán xíu mà, quay hơi chán xíu anh em cày chay. Chắc hôm nào mình làm thêm cái series cày chay nữa quá anh em. Không biết là có muộn hay không. Chắc mình sẽ bắt đầu sớm luôn quá anh em. Rồi ok, lên được 458k lực chiến anh em à. Gắn viên cái cuốn sách này mình không biết là cái con Yama Tamayo này sử dụng cái cuốn sách nào nữa anh em à. Có cái cuốn nào có cái khả năng hồi máu không ta, tăng khả năng hồi máu cho tem chẳng hạn. Khi mà anh em khi bả hồi máu thì khả năng là tăng thêm số phần trăm khi mà hồi cái lượng máu mà hồi cho đồng đội anh em. Mình thấy mấy anh em này đang sử dụng đá, có bạn sử dụng cả cái đá có khả năng là liên kích nha anh em. Mình thấy cái đó cũng được anh em, lỡ đâu sử dụng cái skill hồi máu mà có thể sử dụng được 2 lần thì tính ra là nó hồi cũng khá là nhiều máu với anh em. Ok, tự nhiên bị kết nối với ta. Rồi mình quyết định này, mình sẽ lấy cái liên kích cho cái con tướng của mình nha anh em. Ở đây thì mình sẽ chọn có tuyệt chiêu liên kích. Rồi ok, mình sẽ đi chiêu mộ trước đã anh em. Mình sẽ đi chiêu mộ thử cái độ nhân phẩm của mình xem thử là mình có thể là ra được cái hút để mà úp cái bài Yamato lên hay không anh em à. Mình còn thiếu 2 con nữa để có thể là úp Yamato lên 11 sao để bả lên cho nó mạnh mẽ lên xíu này mà, chứ cái tem mình hiện tại vì nó hơi yếu sinh lý quá anh em. Ok, được một con thể thủy nó mới đau lòng chứ anh em. Mình đang cần một cái con hệ mộc anh em à. Ổn thì mình khá là nhiều phút về cái hệ này anh em à. Đùng cái tự nhiên bây giờ mình nuôi qua tới cái hệ này thì lại thiếu khá là nhiều phút nữa. Không hiểu luôn á. Làm sao chết luôn anh em à, bây giờ nó không ra được cái con đó luôn anh em à. Không là xì bùa, không là xì bùa ra đi. Vậy ok, Zenitsu nha, được một con Zenitsu anh em à. Ok, vậy là hình như là mình còn thiếu một con. Ồ, được con 4 sao nữa nè. Ok, vậy là mình được 5 con rồi nha anh em, mình còn thiếu một con thôi anh em à. Một con thôi. Mày được cái 5 mảnh anh em à. Trời ơi, không đủ luôn anh em ơi. Bên đây hiện tại bây giờ là nó không có chỗ nào để có thể kiếm được cái food không ta.
À, khá là may mắn anh em mà. Mình đã vừa đủ để có thể là ghép được một cái con này nữa anh em. Trời ơi, 11 sao rồi anh em à. Quá là đã anh em à. Trời ơi, ngon lành củ hành luôn. Nhất cá lách luôn anh em à. Ok, đây là cái con tướng 11 sao thứ ba của cái team mình nha anh em. Ông già thủy trụ, cụ thủy trụ Kyuzugo và bà già Yamate. Ok. Tiếp luôn anh em ha. Bây giờ mình sẽ combine mấy cái game mà lại để mình đeo vô cho bả anh em à, xem để có cái nào có khả năng hồi máu anh em. Tại vì mỗi một cái viên đá nó có kèm theo một cái tuyệt chiêu nha anh em. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em. Vì vậy mà anh em cũng không phải đeo đá, anh em muốn đeo viên nào anh em đeo đâu anh em à. Để mình xem thử đây. Ủa. Một basic and you might win gì đó này mình không biết. Ok, cái này như là attack cộng cộng 220 còn. Ủa, cái này hình như là có khả năng hồi thêm máu cho team rồi anh em. Ok, mình sẽ sử dụng cái viên đó luôn nha anh em. Và mình sẽ sử dụng thêm cái liên kích này nè mà 466k lực chiến đó nha anh em. Rồi ok, ngon lành của hành. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái vũ khí cho bà Yamate của mình lên luôn. Tiếp nha anh em. Ôi vậy, ủa sao không làm sao được vậy ta? Nó thiếu thiếu gì vậy? Giờ mình sẽ bỏ món gì đây? Chắc sẽ bỏ cái áo luôn đi. Rồi thiếu món đây nè mà. Bỏ cái áo này luôn đi. Để cái quạt lại để nực nực nữa, mình đem ra mình quạt cho nó mát mẻ rồi anh em. Rồi tiếp nha anh em. Ok, cái này thì không biết có reset cái món trang bị của mình lại được hay không anh em à. Để gì reset cái món trang bị lại để mà bóc qua cái lép của cái món trang bị của cái bà Yamate của mình Calam. Để em xem thử. Nên mới nạp xong anh em, mới nạp xong anh em sẽ nhận được khá là nhiều các cái phần thưởng anh em. Phần thưởng tích nạp hàng ngày như cái kiểu nè. Đó, múc rồi luôn. Rồi, tiếp luôn anh em. Bây giờ làm tiếp gì vậy ta? À, cho bả ăn bánh anh em à. Đây, mình được một cái món màu cam nè, cho bả ăn luôn luôn. Wow, lên được khá nhiều lép hết chứ anh em. Rồi, ok, xong. Bây giờ thì mình sẽ để dành thức ăn này, mình sẽ cho những cái con khác. Khi nào mình đủ, mình sẽ cho mấy con khác ăn tiếp anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì tiếp vậy ta? Chắc mình sẽ đi quýnh lộn anh em. Vô đấu trường mình sẽ giao lưu nhẹ cái thử anh em à. Đây mình sẽ set up cái đội hình để mình nó công thủ cái kiểu bỏ Neroco thôi anh em. Tại vì Neroco hiện tại giờ nó không còn ở trong cái đội hình chính rồi. Bây giờ mình sẽ thay thế thôi anh em à. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn nào bây giờ ta? 367k, 398k là bạn thắng nè. Ôi chết rồi, mình quên tắt cái quýnh nhanh đấy em à. Đây là cái chỉ số đam mà em có thể xem nha. Ồ, đam của bà Yamate bên mình là hơn cái bà Yamate bên kia, tại vì mình hơn sao mà em, mình hơn sao mà không biết là đồ đạc là có hơn hay không á, để mình không biết nha. Kyuzugo bên mình thì cũng hơn Kyuzugo bên kia luôn em à. Để mình xem có cái chỗ nào để mình đi test. À, quýnh boss đây em à. À, bây giờ mình sẽ đưa cái bà Yamate này vô trong cái đội hình để mà quýnh boss thôi anh em. Bà này là thuộc dạng là bác sĩ mà anh em, y thuật mà. À, cho nên là bây giờ mình sẽ đi vô trong cái đội hình để mà bút máu. Ông già này thì mấy anh em kêu mình đem lên trước để mình tăng cơ. Để bây giờ mình sẽ quýnh boss thử xem là mình có được bao nhiêu đam anh em. Ok, 1 triệu 6 đam anh em à. Wow, mình lên top 2 server luôn kìa anh em. Hiện tại bây giờ mình lên được 1 triệu 6 là mình top 2 luôn. Mấy bạn kia là dưới mình luôn anh em à. Nãy mình thấy là có bạn Iggy, nó mà Iggy là top 3. Wow, ok, tính ra là đam của mình bắt đầu khỏe đấy nha anh em. Ui, còn có 1 triệu 8, triệu 58 à. Đến quýnh thử thì có thể là hơn số điểm mình đang top này không anh em à. Trời ơi, con tuột nó 157 anh em. Rồi ok, thêm cái nữa rồi. Pet 158. Rồi hết lượt luôn anh em à. 165 tính ra là cũng khá là may mắn chứ anh em. Quýnh mình phát lên được 165 luôn, top 2 nha anh em. Iggy top 3 nè. Việt Nam nô 1 Lê Thắng. Rồi ok, nói chung là cũng khá là ổn áp rồi anh em à. Trời ơi, bạn Kuan Lua Vua gì đó, bạn nó đam to vô cực. Ở đây thì mình cũng đang có một cái top ở bên cái này anh em à. Top ở bên cái bảng số 3. Rồi ok, thôi chắc mình sẽ kết thúc video ở đây thôi anh em à. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Demon Slayer Mobi. Và anh em đừng quên cho mình một xin một like, một đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em đã xem video và ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.